viên của English chưa? Viên của toán nữa. Giáo viên là English toán chứ. Giáo viên mới vậy. Mà còn nó không có, nó nói tiếng Việt Nam không có accent nữa. Nó không biết gì. Nội sao á. Đâu á, đâu gặp nó. Em đã ăn mất nước trường đường nào rồi. Cũng ngon lắm. Không biết hả? Dạ. Bây giờ ăn sáng, bây giờ ăn sáng ngoại nữa. Mọi người hai bữa Mỹ qua đây bằng ba cả. Yeah.
có gì đặc biệt không ta? Cơm. Đúng với bên kia thôi đúng không? Đúng không? Cái này tay quá. Kiếm được mấy? He looks less tired now. He's still picky about drinking. Drinking?
Được rồi, bây giờ thì chúng ta làm mười nhiều luôn. Mười mà nó được mười nhiều thì thôi chúng ta đi làm được. Chị của Hương cũng phải lên nặng này. Hai vợ chồng có đi nhà rồi. Ông bị hưu, ông bảo đấy ông bán cà phê. Bán cà phê ra được 150 ngàn. Mà tháng 5 thì sáng dậy rồi. Thanh đồ tử lung tung lên tan lan tan rồi. Làm gì tối về mình ngày được 100 người 200. Bây giờ cho thuê bây giờ cho thuê mấy 9 triệu không phải làm gì cả mà lúc đó chú đã nói cho mày ông bảo ông mở về nhưng ông buồn ông đi làm vậy không buồn thì buổi sáng ta đi bố ta kiếm đi chơi gì đi dù mà kéo ra cũng làm thôi. Có tí nữa bị có. Dù ông nó rồi vậy hả? Đảo ra vậy đó hả? Đảo ra trong là giữa là đá không ạ? Ờ giữa là đá hả? Dạ. Chú à? Chú à? Cái nấm hả? Nấm là sốt hả? Nè, có cái này con. Ra lấy người chấm hoang ra lấy. Em ra lấy. Thank you.
quý lắm. Bên đây là hơi cay ngon cả đấy. Cái này thái này, cái cà chua này, cái nấm này. Bỏ vô hết luôn. Cái gì mà nó không có 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 cái gì mà n